Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Thì em Việt báo giá cho quý vị và các bạn một cái cặp Dustin Selection dòng loa của Anh. Thì dòng này rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà đặc biệt là cặp này đời đầu. Thường cái đời đầu thì rất là khó kiếm ở trên thị trường quý vị và các bạn. Khó thôi chứ không phải là không có, nó vẫn có. Rồi. Thì trước tiên chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái cặp Dustin Selection, thì mình chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái tấn âm của hãng JBL ha quý vị và các bạn. Đây để việc quay nha. Cái model của JBL này là 2310 và số series là 19346, 19346. Thì số bên đây cũng model thì cũng y chang, nhưng số series bên đây là 19980. Ha quý vị và các bạn. Thì mình nói sơ qua là cái cặp tán âm này nó nằm ở trong cái thùng loa JBL mấy trăm triệu đó, hình như 200 mấy chục triệu thì phải. Đó mình có nghiên cứu đó. Và ở tại trong nước mình á thì cái cặp tán âm này anh em bán giá nó rất là đắt luôn đó. Thì có nhiều bạn là không có biết chơi cái này, hay là không chơi, hay là mình không cần tới, thì mình nghe báo giá chắc có lẽ là mấy bạn sẽ nói là mình vớ va vớ vẩn đi mua cục sắt dụng mà mấy triệu bạc đó. Nhưng mà mấy bạn nghiên cứu thêm về cái này ha. Đó, rồi bây giờ cái chiều ngang nè, chiều ngang là 50,5, ngang là 50,5 nha quý vị và các bạn, ngang là 50,5. Và cái lá này thì để nó có lượng lượng sống như thế này nè, để em việc đo cái chiều sâu ha. Cái chiều sâu là 10 11 gần 12 đó, cái chiều sâu 11 gần 12. Thì cái sóng nó như thế này quý vị và bạn, cái này là hàng của hãng. Và khi mới mua, khi mà Việt mới xem giá cái cặp này á, thì Việt cũng như quý vị và các bạn, mình nghĩ mình nói trời cái này có gì đâu mà giá nó đắt dữ vậy. Nhưng mà về rồi đó thì mình mới thấy là cái này đúng là nó có một cái gì đó hay dữ lắm, cho nên nó mới đắt, chứ không phải là đơn giản. Không phải là đơn giản là cái miếng này nó bằng sắt đâu quý vị và các bạn. Thì việc có nghiên cứu là cái này nó không phải bằng bằng sắt, nó làm bằng một cái chất liệu gì đó, nhưng mình không 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 hiểu được đâu. Nhưng mà khi mà mình vuốt vuốt vô đây nè, ở vậy khi mà quý vị lấy tay quý vị vuốt như thế này thì cái tiếng nó kêu ngộ lắm. Nói chung là mình cảm giác nó âm thanh nó thoát, mà nó thanh, nó sao đó không thể tả được. Nói chung là khi mà quý vị đụng rồi, đụng vô cái miếng này á, quý vị mới cảm thấy được là cái độ mà thanh của nó. Chứ còn mình nói thì chắc quý vị hoàn không không cách nào cảm nhận đâu. Thì mới ban đầu vì cũng nghĩ là nó cũng chỉ là một miếng sắt thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải ấy. Nhưng mà không phải quý vị, đụng vô vậy nó thanh lắm, bởi vậy nó mới là đắt trong cái thùng mà của JBL ha quý vị và các bạn. Đó thì hiện tại cái này nè, là quý vị và các bạn có thể lên Google tìm hiểu thêm cái model đó là tán âm 2310. Thì hiện tại ở Việt Nam thì cũng có một vài anh em có đó, nhưng mà giá anh em bán thì nó tầm khoảng, có người thì bán 10 triệu, có người bán mười mấy triệu cái miếng này nè. Khi mà mình coi giá mình cũng bị sốc luôn á đó. Đó thì mình không biết tại sao mà nó vậy. Và khi mình lên cái trang nước ngoài mình mua được cái miếng này á, thì mình mới biết là bên kia người ta bán cũng rất là đắt luôn, chứ không phải là ở đây là mình thổi giá đó. Nói chung là cái này để vô cái chép cầu nó kêu đã lắm đó vậy. Đụng vậy là nó kêu thanh len keng sao á. Nói chung là mình không có tả được đâu. Rồi thì cái miếng này đó, cái miếng tăng âm này thì em Việt mua giá trị của nó là mua về là 6 triệu đồng thì để bắt vô mấy mấy cái cầu JBL á, miếng này là miếng lớn nhất rồi. Thì bạn nào mà có thích thì em Việt sẽ chia lại nha. Mình mua về vốn là 6 triệu rồi đó, thì cứ để đây. Ngày qua mình có báo cho anh đưa cái mà cái giá mà mình mua, thì cái anh kia anh hết hồn luôn. Anh nói trời ơi cái miếng sắt mà ông mua vậy là chết rồi. Nói thì em đâu có biết đâu, tại vì mấy anh Tây mà anh bán vậy mà trên thị trường giá nó cũng vậy, cho nên mình mua thấp hơn mình đâu mua được đâu. Rồi thì tiếp tục là một cặp loa của Dustin Selection. Thì dòng này là dòng đời đầu,
thì việc ấy ra mình lột cái bọc gà quay phía sau cho quý vị xem. Quý vị và các bạn xem được video này cho việc xin một like để tạo tương tác tốt cho kênh. Việc xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đôi khi quý vị like cho việc thì đó cũng là một cái động lực để việc làm nhiều video hay hơn nữa quý vị và các bạn đó. Quý vị không có nhu cầu để ủng hộ lo cho việc mua lo của em Việt thì quý vị và các bạn like chia sẻ để ủng hộ cho em Việt, như vậy là cũng là tốt lắm rồi. Việt xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi ở phía sau nè quý vị và các bạn đó. Đây và cái mô đồ này đó, in and land and lit and gì đó không biết, Dutton Selection 25. Và đặc biệt là ở dòng lo này á, nó hai trở kháng nha, trở kháng nào đánh cũng được, chứ 4 ohm âm ly 4 ohm thì cũng đánh được luôn, 8 ohm đánh được luôn, cho nên cái lo này nó để là trở kháng từ 4 cho đến 8 ohm quý vị và các bạn. Âm ly quý vị 4 ohm đánh được, 8 ohm đánh được, cho nên ngon. Dòng lo của Anh Quốc thì khỏi chứ chê rồi. Và đặc biệt là cái dòng này á thì được rất là nhiều quý vị và các bạn ưa thích. Dòng lo của anh nghe hoài không mệt, lo cho ông. Đó, cặp lo thì bụi bặm thôi, đẹp mẻ cạnh đây tí nè nha. Đó. Đồ này mấy chục năm rồi mà không có mẻ cạnh là chuyện lạ, còn có là không lạ, còn không có mẻ là lạ nha các vị và các bạn. Rồi thùng gỗ lạng, vì nhìn thấy thùng len keng ha, len keng theo hàng bãi thôi đó, thành vách của thùng quý vị và các bạn thấy là ok. Nó vậy là được rồi quý vị và các bạn, chứ mình mà yêu cầu len keng quá thì cũng không có đâu đó. Rồi để mình quay chiếc bên đây đó. Màu đều băng luôn quý vị và các bạn. Bây giờ việc sẽ lấy cái lưới ra để quý vị và các bạn xem cái mặt lo nha, tại vì cái lưới này mình phải cạy ra. Về lưới nè thì hiện tại là lưới không có lủng nha, không lủng và tem còn đầy đủ. Đó, quý vị và các bạn. Rồi để việc cạy cái lưới ra thì quay tiếng lo cho quý vị xem nha. Rồi, việc vừa cạy cái lưới ra quý vị và các bạn. Thì lưu ý là bạn nào nếu mua cái lo này bạn về thì nghiên cứu cái lưới nha. Cái lưới này cạy nó có tới 6 chốt lần, cạy là phải cạy cho nó đều nó mới ra nha. Chứ mấy bạn mà nắm ở trên này mấy bạn giật cái nó gãy luôn á. Đó, cái lưới đó. Hàng thì bảo đảm zin hát tốt. Rồi dòng Dutton Selection này thì nó quá nổi tiếng, nó nổi tiếng ngang với những dòng Tannoy Entech này nọ quý vị và các bạn. Thì nhìn cấu hình từ xa này nó như thế này. Rồi lại gần, khi nó gần thì quý vị và các bạn thấy ở dưới này là một bát 30, gần này là gần cao su ha. Cái màn bát này có tẩm cái gì đó, keo gì đó, nó dính. Và đây là cái đời đầu thì họ chét keo nè quý vị và các bạn, nhìn cho kỹ nha, chét keo rõ lem rõ lét, nhìn thấy gớm không? Mình chưa có bung ra lần nào, gần còn rất là tốt luôn, gần rất là mềm luôn ha. Bass 30 và cái màn rất là sâu, cho nên tiếng bass cặp này nó đánh hực đã lắm quý vị và các bạn. Nó mềm mà nó cảm giác nó sao đó, mình không có diễn tả được, nghe đi rồi mới diễn tả được. Rồi ở trên này á thì hai loa chung này là từ ống, hai loa chung này quý vị thấy nó lòi ra vậy thôi, chứ ở bên trong nó còn một khúc kìa nè, một khúc á, chứ không phải ít đâu. Từ cái từ nó từ khúc này tới khúc sau á, thì nó khoảng cỡ 10 vậy. Cái từ rất là sâu ha, từ ống từ Anico á. Ở đây là cái chép nè, cái này là cái chép, đây là lo chung thì sản xuất đời đầu, cho nên họ đấu dây kiểu này nè. Nhìn thấy quê không quý vị và các bạn? Nhưng mà cái đời sau á, đời mặt đen và mặt vàng á thì họ làm đấu dây ở bên trong, còn này họ đấu dây gì đó. Đó, các tiếng lo ở đây nè. Đó. Bụi là gân là bụi đen thui luôn á, mình chưa có lao gì, cho nên mình muốn để vậy để quay cho quý vị và các bạn biết khi hàng bãi về nó như thế nào. Và mình nhận được một cặp lo bãi về rồi mình tự tay lao bụi nó như thế nào, đã lắm quý vị và các bạn. Và ở phía trước này thì quý vị và các bạn thấy hãng họ làm cái nhôm để có một cái điểm nhấn và để chèn cái căng vô đó, thì cái nhôm này có cũng nó cũng có chỗ móp nè, ví dụ chỗ này nè,
Cái này mình lấy cái kìm mình kẹp cho nó ngay lại thì được, đơn giản thôi. Quý vị và các bạn, thì nhôm mà khi vận chuyển thì nó cũng với phần người ta xài mấy chục năm rồi, giờ tới giờ lui nữa nó cũng có mốt. Cái này thì mình chưa có bắn ốc ra lần nào chứ, nguyên luôn, nguyên tỷ luôn. Mấy cặp này tiếng bass thì khỏi chê à, quýnh bao phê luôn. Rồi cái cặp này thì việc bán là 18 triệu đồng không bao phí vận chuyển. Hiện tại thì trên thị trường anh em bán nó 20 hay mấy gì đó. Nói chung thì mình không dám nhắc tới cái đó nhiều, tại vì sợ rung chạm với các bạn. Ai làm nấy ăn, rồi ai bán giá nào bán thì mình bán giá nào mình bán. Thì nguồn hàng thì mỗi người nhập khác nhau. Quý vị và các bạn cũng có thể lên Google mình xem thêm. Cái đôi này Bass 30, đôi lo anh Bass 30, Dustin Selection 25, 18 triệu đồng không bao gồm phí vận chuyển. Ship ra các tỉnh ở anh em ngoài phía Bắc thì chắc cũng khoảng 600 ngàn. Rồi, vì xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video sau.